Chiều ngày 26 tháng 6, gần 16.400 thí sinh của Hưng Yên đã tới điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhận phòng thi, được cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi, rà soát lại thông tin cá nhân như ngày tháng năm sinh, số báo danh để kịp thời sửa đổi, bổ sung nếu có sai sót. Ngày 27, thí sinh sẽ bước vào ngày thi chính thức đầu tiên với môn ngữ văn buổi sáng, môn toán buổi chiều. Những thí sinh chiều nay không tới làm thủ tục dự thi, ngày mai vẫn có thể tham gia thi bình thường. Tuy nhiên, các em cần lưu ý là phải kiểm tra lại các thông tin cá nhân và báo lại các thầy cô giám thị để kịp thời sửa chữa nếu có sai sót, đảm bảo quyền lợi của bản thân. Công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 đã được các nhà trường hoàn thành từ những ngày trước và bàn giao đầy đủ cơ sở vật chất cho điểm thi, đảm bảo số phòng thi chính thức, phòng chờ, phòng thi dự phòng, phòng hội đồng, phòng y tế, phòng chứa đề thi, bài thi. Hệ thống điện, máy phát điện dự phòng, camera giám sát đều hoạt động tốt. Tất cả các điểm thi đã quán triệt lại quy chế thi cho tất cả 2.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ thi, đồng thời thống nhất các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước và trong khi diễn ra kỳ thi. Quan điểm của tỉnh Hưng Yên là tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nghiêm túc, đúng quy chế, công bằng, khách quan, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh hoàn thành kỳ thi.